Quang Huy với Hoàng Hennie đều đồng ý, và tất cả quý vị khán giả cũng sẽ đồng ý rằng là việc nhà rất là quan trọng và Vâng. nó mang một ý nghĩa rất là lớn trong cái hạnh phúc gia đình, thì hầu như những công việc đó không tạo được giá trị về kinh tế. Không có đâu. Em thấy là những cái công việc đó mới hỗ trợ kinh tế của gia đình nhiều hơn á. Ví dụ như đặt trường hợp là em thấy những người bạn của em ở trong thành phố Hồ Chí Minh, họ thuê giúp việc, phải trả việc theo tiếng, đó là công việc lau dọn, còn nấu ăn sẽ là một Đúng. cái giá khác. Giặt giũ nếu mà mình không muốn giặt, đem đi ra ngoài giặt, nó cũng trả một cái đồng tiền khá là đắt đỏ. Tất cả những cái công việc mà họ làm quần quật từ sáng tới chiều á, nó quy về giá trị kinh tế, em thấy nó sẽ rất là nhiều, đôi khi là nó còn hơn cả đồng lương của người chồng nữa đó. Nó sẽ rất là nhiều, nên là người phụ nữ khi mà họ quyết định ở nhà cũng là cái sự quyết định của họ, và nó cũng là giá trị mà họ đang tạo dựng cùng với gia đình của họ. Nên là đừng có suy nghĩ mình đang ăn bám chồng, mà mình đang cùng chồng xây dựng gia đình của mình.